vườn xà bông. Các bác về mình chỉnh xà bông ấy, cái đầu này này nó có hai đầu, đầu này là chỉnh tia này, còn cái bên trong này là xà bông này, mình vặn cái này nó lỏng ra đấy, lỏng ra như này này là cái nước nó yếu, nó yếu là sẽ ra xà bông. Xà bông nó đang ra đó. Các bác là bây giờ mình không lấy xà bông nữa thì mình xoáy cái này nó chặt lại. Đó thì bắt đầu nó ra tia. Máy rửa xe bác nào mình cần thì liên hệ nhé. Bàn chổi trà sân như vậy nhé.